Đây là chân thật hoan hỷ. Phương pháp này của Phật A-di-đà thực tế quá tuyệt vời, tuyệt diệu không sao nói được. Chính là dùng một câu Phật hiệu, là thật hoàn toàn không phải giả. Vấn đề bây giờ là chúng ta không biết câu Phật hiệu này, đã lãng quên nó. Nếu thật sự biết, tôi tin rằng quý vị sẽ từng giây từng phút ở đây niệm Phật, không để thời gian uổng phí. Vì sao? Niệm Phật có được niềm vui lớn. Nếu nói những thứ khác là sanh phiền não, còn niệm một câu Phật hiệu là sanh niềm vui rất lớn. Vì biết rằng niệm câu Phật hiệu này sẽ thành Phật. Suy nghĩ bậy bạ sẽ đọa vào tam ác đạo, sẽ trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Chúng ta bây giờ là muốn trôi lăn trong lục đạo luân hồi hay muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật? Nếu muốn đến thế giới Cực Lạc làm Phật thì không được rời câu Phật hiệu này phút giây nào cả. Muốn trôi lăn trong luân hồi lục đạo thì cứ niệm Phật tùy tiện, nhớ đến thì niệm, không nhớ thì thôi. Như vậy là sao? Tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Thử nghĩ lại xem, từ sáng đến tối trong tâm ta niệm gì? Là ý niệm tự tư tự lợi nhiều, ý niệm danh văn lợi dưỡng nhiều, ý niệm được mất nhiều, hay là ý niệm Phật A-di-đà nhiều? So sánh một chút là biết ngay. Suốt ngày hôm nay ta làm gì? Sau đó sẽ biết thế giới Cực Lạc tùy tốt, nhưng đời này ta có thể đến đó được hay không thì ta sẽ hiểu, không cần hỏi người khác. Hỏi người khác họ sẽ nói lời khách sáo để không tổn thương mình, đều là nói ông được, ông tốt, ông không tệ, đời này nhất định được giảng sanh. Ta được giảng sanh hay không làm sao họ biết được? Ta được giảng sanh hay không hỏi Phật A-di-đà, Phật A-di-đà cũng không biết. Chỉ có chính mình mới biết. Đây đều là sự thật. Lời nói an ủi người của các bậc thánh hiền trong thế xuất thế gian rất nhiều. Đây không phải là sai lầm quá lớn, mà các ngài đều quan sát căn cơ. Họ sẽ không trách cứ ai. Vì sao? Phật độ chúng sanh là đời này qua đời khác, chứ không phải chỉ một đời này. Đời này không muốn đi là vì nghiệp chướng ta nặng, không đi được. Cũng để ta hoan hỷ niệm vài câu Phật hiệu, để A Lại Gia thức trong một chút thiện căn, đời sau kiếp sau gặp lại sẽ độ. Nếu ta muốn hỏi đời nào mình được giảng sanh, thì trong đời đó câu Phật hiệu ở trong tâm phải nhiều hơn, nhiều lần tạp loạn. Ví dụ chúng ta nói 24 giờ, 20 giờ trong tâm chỉ để câu Phật hiệu, 4 giờ tạp loạn. Như vậy có năng lực rời xa quái ta bà này. Nếu nói tôi một ngày niệm Phật 12 giờ, còn 12 giờ suy nghĩ lung tung, không chắc được, vì điểm số chỉ có 50 điểm. Đời này có được giảng sanh hay không là chưa biết.
nhất định phải vượt qua. Khẳng định được giáng sanh là 24 tiếng đồng hồ không để một phút có tạp niệm, người này nhất định giáng sanh. Trong tâm thật có Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà ra điều gì cũng không có, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không cần. Người này nhất định giáng sanh. Trước tướng là gì? Trước tướng không phải là trí tuệ. Chấp tướng gọi là tình thức. Trong hiện tướng này chúng ta khởi lên tình chấp. Chấp là chấp trước, tình là mê, tình là không phải trí. Lục đạo phàm phu nhất định sanh khởi lên là tình chấp, nó không phải trí tuệ. Tình chấp nhất định phải biết, lấy tình chấp làm tâm, nghĩa là trong tâm tưởng, trong tâm nhớ. Tâm này của tình chấp là tâm luân hồi. Bất luận làm điều gì, ngày ngày niệm Phật A-di-đà đều gọi là tạo nghiệp luân hồi. Nhưng là nghiệp tốt nhất trong nghiệp luân hồi, không đọa ba đường ác, đời sau có thể được phước báo nhân thiên, nhưng không thoát được lục đạo luân hồi. Không ra khỏi luân hồi lục đạo, quý vị sẽ rất phiền phức. Quý vị thử nghĩ xem, một ngày chúng ta niệm Phật hiệu bao nhiêu thời gian? Không tính số lượng. Một ngày chúng ta niệm danh hiệu Phật mấy tiếng? Còn mấy tiếng suy nghĩ lung tung? Quý vị thử tính kỹ điều này. Nếu một ngày thật sự có thể niệm được 4 tiếng danh hiệu Phật, còn 20 tiếng nghĩ đông nghĩ tây, coi như mỗi ngày chúng ta niệm 4 tiếng Phật hiệu, công phu rất đắc lực. Quả báo này là lên cõi trời, đến đó hưởng phước trời. Có người khi hưởng phước liền hồ đồ, quên mất Phật hiệu. Khi hưởng phước hết, tội báo trong 20 tiếng suy nghĩ lung tung đó liền hiện tiền, khiến chúng ta đi vào trong ba đường ác. Chúng ta nghĩ đến chân tướng sự thật này, không ai không kinh hoàng, không ai không sợ hãi. Phải làm sao? Tôi đem nó điều chỉnh lại. Mỗi ngày tôi niệm Phật 20 tiếng, vọng tưởng 4 tiếng, nhất định được đến thế giới cực lạc. Bốn tiếng đó là gì? 4 tiếng để ngủ. Niệm Phật 20 tiếng, 4 tiếng nghỉ ngơi. Đây là gì? Đây là Đức Thế Tôn đặt ra. Khi Đức Phật còn tại thị, tăng đoàn của Ngài buổi tối ngủ 4 tiếng đồng hồ, nửa đêm là ngủ nghỉ. Nửa đêm từ 10 giờ đến 2 giờ 4 tiếng là thời gian nghỉ ngơi trong tăng đoàn. 2 giờ sáng phải dậy để tu tập thời khóa sáng. Ngày ăn một bữa, ăn một bữa cơm trưa, Trung Nhật phân. Ấn Độ lấy một ngày một đêm chia thành 6 giờ. 3 ngày là sơ Nhật phân, Trung Nhật phân, hậu Nhật phân.
buổi tối là sơ dạ phân, trung dạ phân, hậu dạ phân. Chúng ta dùng tí sửu dần mão 12 giờ. Ấn Độ là 6 giờ. Hiện nay người ngoại quốc dùng 24 giờ, nên gọi là tiểu thời, tức tiếng đồng hồ, nhỏ hơn so với chúng ta. Không nghĩ sẽ không biết, cứ hồ đồ suốt cả đời. Nghĩ lại mới thật đáng sợ. Ngày nào cũng nghe kinh, ngày ngày niệm, ngày ngày đang giảng dạy học tập. Nhưng khi đặt kinh xuống thì lập tức mê hoặc, vẫn bị tình chấp làm chủ. Mà tự cho mình đúng. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Nếu không bình tĩnh, tư duy tường tận, thì tự mình không thể phát hiện ra, còn cho rằng mình tu không tệ, tu rất tốt. Đến cuối cùng không thể giảng sanh, vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Lúc này oán trách Phật Bồ Tát không linh, Phật Bồ Tát gạt tôi. Như vậy thì tội càng thêm nặng. Ý niệm này vừa khởi, lập tức vào địa ngục. Vì sao vậy? Vì bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Không biết chính mình sai, còn đi trách người khác.